Phạm Hương diện bikini, khoe body cực phẩm sau khi sinh con thứ hai. Từ khi hạ sinh hai nhóc tì, Phạm Hương đã nhanh chóng lấy lại vóc dáng siêu đỉnh. Hình ảnh mới nhất của nàng hậu khi diện bikini khoe body cực phẩm khiến dân tình không khỏi chú ý. Sau khi cảm thấy đã đủ với showbiz, Phạm Hương dừng chân và sang Mỹ sinh sống đã được gần 4 năm cùng chồng đại gia và hai nhóc tì. Trong thời gian sinh sống và tận hưởng xứ sở cờ hoa, cuộc sống của hoa hậu vẫn được đông đảo khán giả người hâm mộ quan tâm. Người đẹp sinh năm 1991, ở biệt thự hoành tráng, căn phòng ngập hàng hiệu, đưa mẹ sang xứ cờ hoa để ở cùng cháu. Mới đây, Phạm Hương đã khiến dân tình một phen bất ngờ khi đăng tải lên trang cá nhân hình ảnh diện bikini, khoe hình thể nóng bỏng. Có thể thấy dù đã là mẹ hai con, nhưng người đẹp gốc Hải Phòng vẫn sở hữu vòng eo thon gọn. Đặc biệt đôi chân thon dài thẳng tắp của cô khiến bao người phải ngưỡng mộ. Sau khi đăng tải, hình ảnh đầy nóng bỏng trên của Phạm Hương đã nhanh chóng nhận được nhiều lượt yêu thích cùng bình luận từ người hâm mộ và dân mạng. Ai nấy đều suýt xoa trầm trồ trước vóc dáng mẹ hai con trong mòn con mắt của nàng hậu. Quả thật, nhìn hình thể nụt nà của Phạm Hương, khó lòng mà tin được cô vừa mới sinh con thứ hai chưa đầy một năm. Trước đó, người đẹp sinh năm 1991 cũng khiến dân tình ngỡ ngàng khi lần đầu tiên khoe chiếc bụng bầu vượt mặt trong khi mang thai tháng thứ 8. Mặc dù vòng hai to tướng, song người đẹp vẫn nhận nhiều lời khen bởi gương mặt hình thể mẹ bỉm khá thon gọn, không có thay đổi nhiều so với lúc trước. Sau khi rời showbiz Việt, Phạm Hương đang tận hưởng cuộc sống bình yên viên mãn cùng chồng con tại Mỹ. Người đẹp cũng khá kín tiếng và hạn chế chia sẻ với công chúng về đời tư. Được biết, quý tử đầu lòng, bé Maximus đến khi hơn 3 tuổi mới được mẹ công khai với khán giả, còn em trai Apollo được mẹ cho lộ diện sau 2 tháng sinh. Mãi đến gần đây, nàng hậu mới cởi mở hơn trong việc chia sẻ khoảnh khắc đời thường của bản thân với cư dân mạng. Cô còn lập riêng một trang cá nhân cho hai cậu con trai cưng để người hâm mộ tiện theo dõi. Ở tuổi 31, mẹ bỉm hai con gây ấn tượng với nhan sắc trẻ trung rạng rỡ. Nhiều người còn nhận xét rằng khuôn mặt người đẹp ngày càng nhuận sắc mặn mà hơn. Phạm Hương còn khiến các chị em ngưỡng mộ ghen tị với cuộc sống xa hoa sang chảnh khi làm dâu nhà hào môn. Trên trang Instagram cá nhân, cô thường đăng tải hình ảnh xinh đẹp của bản thân bên những món đồ hiệu đắt đỏ hay check-in tại những địa điểm vui chơi nổi tiếng. Trước đó, trên Instagram cá nhân, nàng hậu gốc Hải Phòng khoe căn phòng ngập tràn đồ hiệu đắt tiền từ túi xách, quần áo và giày dép, khiến dân tình choáng ngợp. Được biết, đây cũng là căn phòng do chính tay Phạm Hương bày trí. Dù không khoe toàn cảnh nhưng có thể thấy, từng chiếc túi xách thuộc các thương hiệu nổi tiếng thế giới như LV, Hermes đều được sắp xếp gọn gàng. Đáng chú ý, bà mẹ hai con còn tiết lộ điều đầu tiên nếu về Việt Nam sẽ gặp FC, khiến dân tình rần rần thích thú. Đang suy nghĩ việc đầu tiên khi về Việt Nam mình sẽ làm gì? Liệu có một buổi họp mặt với các bạn FC không nhỉ? Không biết dạo này các em như thế nào nhỉ? Còn nhớ hay không những ngày tháng rong ruổi cùng nhau? Chắc giờ tuổi nhỏ cũng lớn hết rồi nhỉ? Cô viết. Từng là một nàng hậu làm mưa làm gió trong làng giải trí, giờ đây hoa hậu Phạm Hương khá hài lòng với vai trò làm vợ, làm mẹ tại xứ sở cờ hoa. Cuộc sống và sắc vóc của nàng hậu là hình mẫu lý tưởng của nhiều chị em phụ nữ.